Chiều 17 tháng 7, Đảng bộ khối chính quyền tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt 19 tháng 5 năm 2023, sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tới sự có đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban dân huyện. Tại buổi lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện ủy đã trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Khắc Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, Bí thư Đảng ủy khối chính quyền. Đây là vinh dự tự hào của cá nhân đồng chí Nguyễn Khắc Kiên cũng như Đảng bộ khối chính quyền, Đảng bộ huyện Định Hóa. Đây cũng là nguồn động lực để đảng viên được nhận huy hiệu, tiếp tục phấn đấu giữ vững tư cách người đảng viên, không ngừng rèn luyện, nỗ lực trong công tác, là tấm gương sáng cho các đồng chí đồng nghiệp học tập noi gương. Tiếp đó, Đảng bộ khối chính quyền đã tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ, thực hiện đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Trong nửa nhiệm kỳ qua, Đảng bộ khối chính quyền đã bám sát điều lệ Đảng, các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ khối chính quyền khóa 10 để lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban dân huyện trong tổ chức thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Các chi bộ đã chủ động thực hiện tốt vai trò lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị giao, thực hiện quản lý, giáo dục chính trị, tư tưởng đối với đảng viên trong chi bộ, thực hiện phát triển đảng viên, đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực. Hầu hết các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội đảng bộ khối đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức đề ra. Ví dụ như giá trị sản phẩm trên 1 hecta đất nông nghiệp trồng trọt đạt 108 triệu đồng, vượt nghị quyết đại hội đề ra là 105 triệu đồng. Tổng sản lượng lương thực có hạt 51.500/46.000 tấn so với nghị quyết. Giá trị sản xuất công nghiệp dự ước năm 2023 đạt 326 tỷ đồng. Tốc độ tăng bình quân đạt 12,2% so với mục tiêu nghị quyết là 11%. Hàng năm, chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới đều đạt so với chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Kết quả đánh giá xếp loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm đều vượt chỉ tiêu nghị quyết, vân vân. Tại hội nghị sơ kết, các đại biểu đã phát biểu tham luận, thảo luận về những kết quả trong nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ khối chính quyền cũng đã dự báo những thuận lợi và khó khăn trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó, đưa ra những giải pháp trọng tâm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của cả nhiệm kỳ 2020-2025.